Bộ phim Chân Hoàn Truyện là trường hợp làm một lần ăn cả đời kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ. Siêu phẩm cổ trang này đã chiếu tới 186 lần nhưng vẫn duy trì được độ hot, giúp nhà đài kiếm tới 36 tỷ mỗi năm. Ra mắt từ năm 2011, siêu phẩm cung đấu cổ trang Chân Hoàn Truyện đã trở thành bộ phim kinh điển được người người nhà nhà biết đến và đón xem. Trong suốt gần 15 năm qua, dự án này đã làm được nhiều điều không tưởng, thậm chí mang đến lợi nhuận khủng cho tới tận hiện tại. Theo thống kê từ trang Sina, Chân Hoàn Truyện đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ trong suốt thời gian dài và đến nay vẫn tiếp tục thu về lợi nhuận cho nền tảng sở hữu bản quyền phát sóng. Trước khi bản quyền phim được Lê TV mua lại, Chân Hoàn Truyện đã được chiếu 186 lần trên truyền hình và phủ sóng hầu hết các nhà đài. Sau khi bản quyền được Lê TV sở hữu, Chân Hoàn Truyện đã trở thành nguồn cơn lợi nhuận khủng cho nền tảng này. Ban đầu Lê TV chỉ mua bản quyền với mức giá 20 triệu nhân dân tệ, nhưng mỗi năm bộ phim đã mang về cho Lê TV khoảng 10 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 36 tỷ đồng, một con số ấn tượng chứng tỏ độ phổ biến và thành công của bộ phim. Chân Hoàn Truyện được chuyển thể cải biên từ tiểu thuyết của Lưu Liễm Tử, kể về hành trình đi từ ngôi vị phi tần thấp bé của Chân Hoàn lên ngôi quý phi lẫy lừng về sau là Thái Hậu. Dự án đã trở thành bộ phim được đông đảo khán giả khắp châu Á xem đi xem lại, thậm chí trở thành cơn sốt ảnh chế gần như ở tất cả các tình huống lĩnh vực trong cuộc sống. Nhiều netizen đùa rằng Chân Hoàn Truyện đích thị là trường hợp làm một lần ăn cả đời hiếm thấy, còn trở thành bảo hiểm dưỡng già của cả một nền tảng phim. Với sức hút chưa từng vơi đi chút nào cho đến hiện tại, việc phim tiếp tục kiếm về lợi nhuận hàng tỷ mỗi năm là điều chắc chắn.